Minh Thành Bình không vào. Thật đáng tiếc đối với Công an Nhân dân. Ra gì đấy? Chúng khét đấy nhỉ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. What the hell? Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Đây là Đinh Thanh Bình. Hoàng Nam. Rất nguy hiểm, như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm bôi 1 mét. Ông cho rằng thủ môn Thành Vũ đã phạm lỗi với một cầu thủ của Công an Nhân dân. Và tấm thẻ vàng đã được rút ra dành cho thủ môn Thành Vũ. Một pha băng ra bắt bóng không trúng của Thành Vũ. Ở những phút cuối trận thì các cầu thủ Công an Nhân dân được hưởng một quả đá 11 mét. Thẻ vàng được rút ra dành cho thủ môn Trần Thành Vũ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha chuyền vào của Hoàng Nam. Tình huống băng ra bắt bóng của Thành Vũ là không tốt. Anh đã nhảy cả người vào một cầu thủ của câu lạc bộ Công an Nhân dân. Huấn luyện viên Hữu Đăng không đồng ý với quyết định của trọng tài trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Đúng là một pha phạm lỗi của thủ môn Thành Vũ khi anh đã băng ra, không bắt được đúng bóng. Và anh đã nhảy người vào đối với một cầu thủ của Công an Nhân dân. Người thực hiện sẽ là Đinh Thanh Bình. Nếu đây là bàn thắng sẽ là một ngày tuyệt vời. Đinh Thanh Bình ngày hôm nay là sinh nhật của anh. Chúng ta thấy các cầu thủ Cần Thơ đang phản ứng rất dữ dội đối với quyết định trọng tài thổi phạt. Khuôn mặt căng thẳng của huấn luyện viên Phạm Công Lộc, ông đang chờ đợi học trò của mình ghi được bàn thắng trên chấm 11 mét. Thanh Bình đối đầu với Thành Vũ. Đinh Thanh Bình không vào. Thật đáng tiếc đối với Công an Nhân dân. Chúng ta vừa thấy một phản ứng không hay của thủ môn Thành Vũ. Đáng tiếc cho huấn luyện viên Phạm Công Lộc, đoàn quân của ông không chiếm được lợi thế. Và cũng thật tiếc cho Thanh Bình. Một ngày sinh nhật không trọn vẹn đối với cầu thủ số 9 bên phía Công an Nhân dân. Thủ môn Thành Vũ đã bắt bài rất chính xác. Một quả đá phạt góc dành cho đội khách.